bão Yagi đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của cho các tỉnh miền Bắc. Tại Nam Bộ, sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương cũng bị ảnh hưởng. Vụ lúa hè thu 2024 của người dân ở Cà Mau, Kiên Giang đã và đang bước vào thu hoạch, nhưng lại bị sập do ảnh hưởng của mưa bão. Công an Kiên Giang cử lực lượng xuống hỗ trợ bà con thu hoạch lúa chạy ngập. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết do mưa lớn kéo dài nên đã có hơn 600 hectare lúa bị ngập, hơn 289 hectare bị ảnh hưởng năng suất trên 70%, hơn 325 hectare thiệt hại từ 30 đến 70%. Diện tích lúa ngập nhiều tập trung ở xã Khánh Bình, Khánh Bình Đông, Trần Hợi, Khánh Lộc và thị trấn Trần Văn Thời. Còn theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, vụ lúa hè thu 2024 của người dân xã Thủy Liễu bị ngập cục bộ khoảng 10 hectare. Trong đó lúa chín đổ ngã trên đồng khoảng 3 hectare và đã được lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ gặt xong.